vừa đây thấm thoát nửa năm tàn tỉa tót dâm cành mấy nụ lan xà lá xương rồng treo trước cửa chè sôi bánh ú đặt trên bàn hoa chờ khỏa cánh ngày đoan ngọ rượu đợi tràn ly buổi thực hàn thấp thỏm mong người về kịp tết trong lòng cứ nghĩ chuyện lan man đó là cái bài thơ đón tết đoan ngọ của tác giả nguyễn nhật à, thưa quý vị à, chúng ta đều biết ý, cái ngày tết đoan ngọ hay còn được gọi là cái tết đoan dương được tổ chức vào giờ ngọ vào cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm và cái ngày Tết Đoan Ngọ trong cái năm 2024 nó giáp thìn ấy thì nó sẽ rơi vào cái ngày thứ hai vào ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch năm 2024. À thưa quý vị, cái ngày Tết Đoan Ngọ là một cái ngày Tết truyền thống tại một số cái quốc gia Đông Nam Á như là Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản hoặc là Trung Quốc. À, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ về cái ý nghĩa cũng như là cái nguồn gốc hoặc là gì cái những cái điều kiêng kỵ cần phải cần thiết trong ngày Tết Đoan Ngọ à, để quý vị có thể giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là để mang lại những cái điều may mắn đến với mình nhá à, thưa quý vị thì trong cái từ Tết Đoan Ngọ ấy, từ Đoan Đoan nó có nghĩa là gì là mở đầu Ngọ thì nó có nghĩa là gì Ngọ là giờ Ngọ đấy giờ Ngọ là 11 đến 13 giờ tức là từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều À, người ta thường ăn Tết Đoan Ngọ vào cái buổi trưa. À, Tết Đoan Ngọ tức là cái lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất. Và ở Việt Nam ấy, thì cái Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khác, đó là Tết giết sâu bọ. Hiểu đơn giản, đây chính là cái ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt những loại sâu bệnh gây hại cho cây trồng. À, theo truyền thuyết kể lại, thì một ngày sau khi thu hoạch, người nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng mà sâu bọ năm ấy lại kéo dài ăn mất cái trái cây hoa quả thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể là giải được cái nạn sâu bọ này thì bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Chuân. Ông chỉ cho dân mỗi nhà lập một cái đàn gồm có các đồ đơn giản như là bánh cho này, trái cây này, sau đó ra trước cửa nhà tập thể dục. Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau thì sâu bọ té ngã rũ rượi. À, lão ông còn bảo thêm à, sâu bọ hàng năm vào ngày này rất là hung hăng mỗi năm vào đúng vào cái ngày tết đoan ngọ ấy, cứ làm theo những cái gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng dân chúng biết ơn định cảm tạ thì ông lão đã biến đi đâu mất và để tưởng nhớ đến cái việc này thì dân chúng đặt cho cái ngày này gọi là ngày tết giết sâu bọ à, ta còn gọi là cái ngày tết đoan ngọ vì giờ cúng thường được diễn ra đúng vào giờ trưa và giờ chính ngọ Hiện ở một cái số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ cái nếp xưa rất coi trọng cái ngày Tết Đoan Ngọ này. À sau ngày Tết Nguyên Đán thì có lẽ ngày Tết Diệt Sâu Bọ là cái Tết mà sum họp đầm ấm nhất và có nhiều cái tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Vì vậy, con cháu dù đi làm ăn xa mấy thì cũng cố gắng mà thu xếp để về. Vào thời điểm này thì trái cây, hoa lá bắt đầu đơm hoa kết trái, mong một mùa bội thu. Vì vậy, hoa quả là cái thứ đồ cũng không thể thiếu trên ban thờ trong cái ngày Tết Đoan Ngọ thì ngoài ra còn có những cái món ăn khác tùy theo cái phong tục tập quán của từng địa phương. À trong cái ngày Tết Đoan Ngọ thì mọi nhà chuẩn bị cái vật phẩm để cúng tổ tiên. Người ta quan niệm rằng đây là cái thời điểm quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái và cúng tổ tiên ấy để mong một cái mùa bội thu. À sau lễ cúng Tết Đoan Ngọ thì đó là các tục lệ giết sâu bọ, cả nhà quây quần ăn cái thứ hoa quả, hoa chua như là à, rượu nếp này bánh cho này mận này vải này vân vân để diệt trừ sâu bọ xua đuổi hết những bệnh tật trong cơ thể thì ngoài cái lễ cúng tết đoan ngọ và ăn ăn trái cây ấy, thì người ta còn có các hoạt động diễn ra trong ngày tết đoan ngọ chúng ta biết ấy, thì cái lễ cúng tết đoan ngọ nó diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch vào lúc 12 giờ trưa à, trong ngày thì những người dân ở các vùng quê sẽ rủ nhau đi hái lá đem về nấu nước sông để làm sạch cơ thể để giải cảm vân vân. À, theo dân gian, 12 giờ ngày mùng 5 tháng 5 là cái thời điểm dương khí nó tốt nhất, mặt trời tỏa nắng tốt nhất trong năm. Một số nơi còn có tục tập là treo ngày cứu ở trước cửa để trừ tà. À, vì lẽ đó mà người dân miền Bắc thì món nếp cẩm, đặc biệt là rượu nếp cẩm ấy là một món không thể thiếu trong ngày này. À, theo dân gian thì rượu nếp được ăn khi mà vừa ngủ dậy thì rất là hiệu nghiệm. Rượu này chủ yếu là sôi còn nguyên hạt được lên men gọi là gọi là gì men cái đấy người dân thường dùng các cái loại rượu nếp gạo nếp trắng và cẩm để đồ thành sôi để nguội rồi đem ủ ủ vài ba ngày đấy, kèm theo cái men men nếp à, thúng sôi ủ được đặt trên một chiếc chậu hứng lấy cái nước nước rượu để mà ăn trộn với cái tạo ra một cái vị ngọt vị cay rất là dễ chịu người già trẻ con đều có thể ăn loại rượu nếp này. Đấy, ăn một chút thôi, ăn nhiều thì cũng dễ bị say đúng không ạ. Còn ở các tỉnh miền Trung thì cái món ăn không thể thiếu trong cái cơm cúng đó là cái bánh ú. Nhà nào cũng mua từ vài chục cái bánh trở lên. Đấy. Thì ngoài ra theo truyền thống của người dân miền Nam ấy, thì thịt vịt cũng là một cái món mà không thể thiếu trong các ngày lễ. Đấy. Tại Sài Gòn thì vịt quay, heo quay và cái ngày này cũng được bán nhiều hơn so với thường lệ vì đây cũng là một trong những món khoái khẩu của ngày Tết Đoan Ngọ. À, trong ngày này thì nhiều người còn tắm lá mùi cái mùi thơm ấy để đề phòng các bệnh và tẩy trừ cái sâu bọ còn tại cái vùng ven biển thì người dân tắm biển vào đúng cái giờ ngọ à, ngoài ra ấy, nhiều người quan niệm rằng vào cái ngày này thì khí dương nó mạnh nhất trong năm nên là rất thích hợp để mà cúng cầu an cũng theo đó à, các loại cây lá hái theo cái thời gian này được tin rằng là có tác dụng tốt nhất nên là các thầy thuốc thường lên núi tìm hái thuốc trong ngày tết đoan ngọ vào đúng giờ ngọ này ai bị cảm thì vào cái dịp tết đoan ngọ được khuyên dùng năm cái loại lá như là bạch đàn lá rau tằm, xương rồng ngũ chảo và xả để nấu nước sông thì cũng sẽ giảm được bớt bệnh à, một số phong tục vô cùng là quen thuộc của người việt đó là gì gia đình mua cái cây xương rồng để trong nhà nhằm tránh cái tà ma đó và trong ngày tết đoan ngọ thì cũng có một số cái điều kiêng kỵ mà quý vị cũng cần phải lưu ý ngay sau đây này thì cái ngày tết đoan ngọ ấy thì người ta cũng khuyên là kiêng soi gương lúc nửa đêm. À, dân dân quan niệm rằng sau 12 giờ, sau 12 giờ đêm ấy, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch thì cái âm khí nó hoạt động mạnh mẽ nên là tuyệt đối không nên soi gương hay là chụp ảnh để tránh dẫn dụ tà khí ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe và có thể xảy ra những cái hiện tượng ly kỳ âm khí khó giải thích được đúng không ạ? Thứ hai là tránh dừng chân ở những nơi âm u, vào cái ngày này thì ông bà thường dặn các con các cháu trong trong gia đình ấy khi ra khỏi nhà thì không nên dừng chân ở những cái nơi âm u thiếu ánh sáng hoặc là những nơi nhiều tà khí như là nghĩa trang bệnh viện hoặc là nhà tăng lễ nhà xác hoặc là nơi hỏa táng vân vân vì sẽ gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe à, tuy nhiên không chỉ vào cái ngày này mà vào ngày thường thì các bạn cũng không nên dừng lại quá lâu ở những cái nơi trên vì thực tế những nơi này có thể chứa những cái mầm bệnh không tốt cho cơ thể đó À, tiếp theo, một cái kiên kỵ nữa mà quý vị cũng cần phải tránh Đó là tránh làm rơi hay là mất tiền trong ngày này à, Theo quan niệm, từ xưa ấy Thì cái việc mất tiền vào ngày Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 Được xem là tự đánh rơi mất cái tài lộc của mình Khiến cho cái tài vận nó bị đi xuống Vì vậy, khi mà ra ngoài Thì các bạn cần phải chú ý cái tư trang cá nhân Tránh để làm rơi mất tiền trong thời gian này à, Kiên kỵ thứ tư đó là gì? tránh để dép lộn xộn à, Quý vị thân mến Giày dép trong tiếng Hán đồng nghĩa với từ tả Nếu mà để lộn xộn sẽ dễ bị chiêu dụ cái tà khí Vì vậy các bạn hãy chú ý sắp xếp giày dép gọn gàng Tránh ảnh hưởng đến cái con đường tài lộc của mình nhé Không chỉ Việt Nam là có Tết Đoan Ngọ Mà ở rất nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á hay là Châu Á Cũng đều có ngày Tết này Ví dụ tại Trung Quốc chẳng hạn Thì ngày Tết Đoan Ngọ cũng diễn ra vào cái ngày mùng 5 tháng 5 Và được gọi là Tết Trùng Ngũ vì có hai con số số năm trùng lặp tức là gì ngày trùng với với tháng đúng không ạ Tết trùng ngũ tại ở Trung Quốc ấy, thì thường được tổ chức khá long trọng với các hoạt động như là đua thuyền này hoặc là gì các hoạt động dân gian như làm túi thơm làm đèn lồng hoặc là trang trí lại nhà cửa của các người dân địa phương đúng không ạ còn tại Nhật Bản ấy thì cái ngày Tết này còn được gọi là cái ngày dành cho các bé trai cái hình tượng cờ cá chép được gì tin tưởng sẽ mang lại cái sức khỏe và cái sự thông minh thường được treo trong các gia đình nhằm cầu mong con cái của họ được thành đạt như ý nguyện thì ngoài ra ấy, người nhật cũng thường cúng và ăn bánh mochi vào cái dịp tết này Đó. À, còn đối với những người hàn quốc thì tết đoan ngọ hay là gì hay là dano ấy là một trong ba cái lễ hội truyền thống cực lớn trong năm mang những cái nét văn hóa và cái phong tục lâu đời với nhiều cái hoạt động có ý nghĩa đầu tiên phải kể đến đây là cái dịp để các thành viên đầu tiên phải kể đến đó là gì là đây là cái dịp để các thành viên quay về đoàn tụ nối tiếp các giá trị truyền thống cũng vào ngày này thì phụ nữ trẻ em cũng thường tắm gội bằng lá cây diên vĩ chơi những trò dân gian hoặc là mặc những cái trang phục truyền thống đó à, như vậy quý vị thấy đấy không chỉ ở việt nam mà cái ngày tết Đoan ngọ thì ở rất nhiều nước ở khu vực đông nam á cũng sẽ là một cái ngày tết vô cùng ý nghĩa biểu thị cái văn hóa truyền thống À, thưa quý vị à, như vậy là tử thông cũng đã vừa chia sẻ một chút về cái nguồn gốc ý nghĩa cũng như là những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan Ngọ hy vọng những thông tin tử Thông chia sẻ cũng sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế cái ý nghĩa và cái phong tục của những ngày Tết Đoan Ngọ à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị à, đừng quên đăng ký kênh nhé và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn